chào 500 anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Vietchannel. Mình là Đáng Anh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau bàn một vấn đề hết sức phức tạp và vĩ mô. Bản thân mình sau khi soạn xong cái content này xong cũng cảm thấy hơi là khó hiểu và hơi bị bung não. Tuy nhiên thì trong video clip này Đáng Anh sẽ giúp các bạn, nếu như bạn thực sự muốn tìm hiểu kỹ về vấn đề này, đó chính là việc một trong những hãng smartphone Trung Quốc đã tung ra một trong những công nghệ dẫn đầu làng công nghệ. Vậy thì cái công nghệ đó là gì? Các bạn hãy xem tiếp video clip này nhé. Mới gần đây thì một hãng Trung Quốc đã tung ra một chiếc máy tính bảng sở hữu đến những hai công nghệ đi đầu tiên là màn hình đi đầu và thứ hai là chip đi đầu. Về phần đi đầu thì cái S10 Samsung của chúng ta chỉ mới ngấp nghé những cái hình ảnh leak mà thôi. Thì hãng này đã thực sự là một cái sản phẩm tablet mang một cái màn hình công nghệ rất là độc đáo. Tiếp thêm nữa thì nó cũng sử dụng con chip là Snapdragon 855 trên tiến trình công nghệ là 7 nanomet. Và điều này mình nghĩ là cực kỳ tò mò và thú vị luôn đó. Bởi vì những cái tai to mặt lớn như là Samsung thì họ vẫn chưa dám sử dụng cái con chip này. Vậy thì liệu hãng này có thực sự thành công khi sử dụng con chip Snapdragon 855? Về con chip Snapdragon 855 mà đã được sử dụng trên chiếc máy tính bảng của hãng Flashby này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phiên bản cấu hình. Đầu tiên là 6GB và 128GB, 6GB và 256GB và 8GB 512GB. Đặc biệt hơn cả là Flashby còn trang bị cho con chip Snapdragon 8150 hay còn gọi là Snapdragon 855 đầu tiên trên thế giới. Dù rằng con chip này thì vẫn chưa được ra mắt và Samsung nó chỉ mới hé lộ cho người tiêu dùng thôi. Tuy nhiên thì con chip này đã thực sự chạy trên nền tảng chip 7 nanomet. Tương đương với chiếc Apple A12 trên 3 siêu phẩm iPhone mới nhất cũng như là trên chiếc Huawei Mate 20 Pro. Được biết thì con chip tiến trình 7 nanomet là một sản phẩm của Samsung đã sản xuất ra để sử dụng đặc biệt cho con chip Snapdragon 855. Đây là một trong những tiến trình làm tối ưu hóa hiệu năng của con chip với số lượng bóng bán dẫn nhiều hơn so với chip 10 nanomet hay là 14 nanomet hay là những tiến trình khác nữa. Tuy nhiên thì cái tiến trình 7 nanomet này cực kỳ đặc biệt và có thể nói là mới nhất, sẽ mang đến cho những cải tiến vượt bậc về cả hiệu năng lẫn tuổi thọ pin cho smartphone. Và bất ngờ thay thì cái kẻ khơi mào sử dụng con chip này trên phiên bản Qualcomm thì lại đến từ một hãng Trung Quốc chứ không phải là nhà Samsung Hàn Quốc đâu nha. Và đương nhiên là một sản phẩm sử dụng chip Qualcomm có hiệu năng xử lý tốt hơn cả 980 Hi Silicon Kirin trên Huawei Mate 20 Pro này thì rất là đáng mong đợi. Bởi vì ai cũng biết là mặc dù Huawei cũng sử dụng chip 7 nanomet, tuy nhiên là cái GPU thì nó sẽ không tốt bằng con chip đến từ Qualcomm đâu. Vậy cho nên là rất là đáng để mong đợi đúng không nào? Tiếp theo là về đặc điểm màn hình công của chiếc máy tính bảng này. Thật ra thì S10 Samsung vẫn còn đang leak những cái hình ảnh khiến cư dân mạng, cư dân công nghệ của chúng ta được một phen tò mò đáo đã. Thì hãng Trung Quốc này đã tung ra một chiếc máy tính bảng có thể bẻ cong một cách cực kỳ vi diệu. Thân máy thì chỉ dày 7,6mm mà thôi, hiện chưa rõ sử dụng màn hình LCD hay là OLED nữa, hoặc là độ phân giải của máy là bao nhiêu. Tuy nhiên thì nhà sản xuất Realme đã khẳng định loại màn hình này có thể bẻ gập thoải mái và khó bị vỡ như trên màn hình thường. Tuy nhiên sau khi nghe những thông tin này, không biết các bạn có đang hoang mang giống Đăng Anh hay không. Riêng mình thì cảm thấy là với một cái màn hình công như vậy thì liệu cái việc như là hiển thị này, chất lượng độ bền, rất nhiều nữa còn chưa biết, cũng như là những cái hạn chế có thể xảy ra khi mà những cái sự cố về linh kiện phải thay thế vô cùng đắt đỏ. Vậy câu hỏi nan giải được đặt ra là liệu các hãng Trung Quốc có đang bị quá ảo tưởng về công nghệ đi đầu của mình hay không? Liệu họ có cho rằng là cứ sáng tạo đi, cứ đi đầu, cứ tiên phong đi, nhưng mà rồi hậu quả thì tính sau? Ngoài việc sáng tạo là một cái gì đó đi đầu thì các hãng cũng nên cân nhắc và luôn phải có trách nhiệm đảm bảo và có thể lý giải được cho các rủi ro, những cái bất cập khúc mắc về những cái sáng tạo đi đầu này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn về một cái vấn đề là liệu đây có phải là lần đầu mà một trong những hãng Trung Quốc tiên phong đi đầu và khơi mào những cái trào lưu xu hướng này không? Ngẫm lại một tí thì câu trả lời chắc hẳn là không đâu, bởi vì có thể thấy là các hãng smartphone Trung Quốc vẫn luôn dẫn đầu về các công nghệ mới, thậm chí là khi mà hai ông lớn Samsung cũng như là Apple vẫn chưa khai mạc trên những cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là chúng ta có camera chụp trên Oppo Find X này, chúng ta sẽ có camera thọ thuộc như chiếc Vivo Nex đã được vang dội thời. Tiếp theo thì chúng ta cũng có những cái cảm biến vân tay siêu âm cho những sản phẩm smartphone chạy hệ điều hành Android. Và cảm biến vân tay dưới màn hình cũng vậy, và thành tựu được đưa ra cảm biến vân tay dưới xuống màn hình không phải là Vivo mà là của Synaptics. Và đến đây thì công ty này đem bán công nghệ cho Xiaomi, thì Mi 8 cũng có cảm biến vân tay dưới màn hình luôn. Và một nhà cung ứng cảm biến khác là Goodix hiện tại đang bán công nghệ tương tự cho cả Vivo, Huawei và Dutchie.
Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi giải quyết một câu hỏi cuối cùng, đó chính là liệu các hãng có tiếp tục sáng tạo, có tiếp tục đi đầu và tiên phong như thế thì họ có phải là kẻ chiến thắng sau cùng hay không? Tuy nhiên thì người tiên phong cũng không phải là kẻ mạnh đâu các bạn ạ. Tức là không phải cái gì tạo xu hướng thì cũng có thể trường tồn lâu bền được. Lấy ví dụ điển hình, chúng ta có hãng điện thoại Essential Phone là hãng điện thoại đầu tiên đem cái thiết kế tai thỏ lên chiếc smartphone cảm ứng. Và hẳn đến đây thì ai cũng biết người làm nó thành công và hoàn hảo hơn cả chính là Apple của chúng ta. Hay là camera thò thụt của Vivo, dù tiên phong nhưng mà có chắc nó đã tối ưu được cho cả màn hình lẫn camera hay không, khi mà còn bị nhận quá nhiều feedback chỉ trích như là việc lâu bền của một chiếc camera suốt ngày thò thụt như vậy, và vấn đề vệ sinh bảo hành cho việc rơi gãy cũng là chuyện cần phải xem xét. Tuy là một chiếc smartphone màn hình gập thương mại đầu tiên trên thế giới, nhưng mà FlexPi mà Đan Anh đã đề cập ngay đầu video clip của cái hãng Trung Quốc đó cũng không hẳn là một sản phẩm phù hợp cho tất cả mọi người. Và theo một đoạn video chia sẻ của tài khoản Twitter Universal, có thể thấy kích thước của máy này khá lớn và nó khó để có thể vừa cái túi nhỏ nhỏ của bạn. Ngoài ra thì các chi tiết thiết kế liên quan đến viền màn hình thì vẫn cũng còn rất là thô, trong khi đó trải nghiệm chơi game lúc gập máy lại thì cũng hơi khá khó khăn. Thì có vẻ đây cũng chỉ sẽ là một sản phẩm tạo tiếng vang, gây danh hiệu theo kiểu đầu tiên trong ngành công nghiệp smartphone mà thôi. Trên thực tế thì người dùng có chấp nhận cái thiết kế và cách sử dụng smartphone màn hình gập mới hay không thì vẫn còn đợi thời gian trả lời. Việc đi trước nhưng có chắc là tất cả hoạt động ổn định đi kèm một mức giá bán cao thì liệu có thành công hay không? Chưa kể nếu như mà hai ông lớn của chúng ta Apple và Samsung mà chưa dám hó hé đến cái công nghệ này hay là tạo những cái chiến dịch PR marketing gì cho nó, thì mình nghĩ là khó có ai đủ tin tưởng để có thể lập chuột bạch cho những cái sản phẩm mới giá cao này. Đúng rồi, chúng ta đã cùng nhau bàn luận về một vấn đề hết sức vĩ mô về những kẻ đi đầu trong ngành smartphone. Vậy thì bạn nghĩ sao về những cái thiết kế cũng như là những cái công nghệ đi đầu này? Bạn có suy nghĩ gì hay là cảm nhận riêng gì của mình hay không? Hãy để lại cho B-Channel biết trên phần bình luận với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube B-Channel đó nha. Bye bye!